Vâng, nếu mà theo các cái quy định của Tổ chức Y tế Thế giới đó, thì anh chị cũng đã bắt đầu bị mắc bệnh vô sinh hiếm muộn. Vì vậy cho nên rằng là với những cái con số của anh chị đưa ra này thì cũng chưa thể nói cho tôi có thể nói rằng là anh chị nguyên nhân vì cái gì. Vì vậy cho nên rằng là chị nên đến khám để chúng tôi làm thêm các cái xét nghiệm thăm dò khác về sức khỏe của chị cũng như của chồng để chúng tôi có thể kết luận xem là nguyên nhân là cái gì và qua đó có thể chọn được ra cái phương pháp điều trị hiệu quả nhất cho anh chị. Chúc anh chị thành công.